gặp cô ba bán vé số hô hoán bắt cóc khiến người cha bị đâm chết cô ba bán vé số không ngờ sự cảnh giác của mình phút chốc đã gây ra thảm án hết sức đau lòng khiến con mất cha vợ mất chồng tôi rất ăn hận đó là lời chia sẻ tặng đáy lòng của cô ba 86 tuổi giữa trưa nắng gay gắt đầu mùa khô căn nhà tình thương sập xề chặt trội dưới chân cầu vượt thị trấn hầu nghĩa thị trấn hầu nghĩa huyện đức hòa tỉnh long an của cô ba bán vé số dương thị gắt. 86 tuổi, ở cùng hai đứa cháu, càng thêm ngột ngạt khi nhiều người hàng xóm bức xúc kêu đến trách mốc đai nghiến, cho rằng vì bà gắt mà gây ra vụ án đau lòng khiến người chết nhiều kẻ vào tù. Tiếp xúc với phóng viên, gương mặt già nua khắc khổ của bà gắt lộ rõ vẻ sự lo lắng khi suốt đêm qua bà không ngủ được. Sống trong khổ đau giằng giặc và trách mình danh tiếp gây ra vụ án đau lòng nói trên chiều ngày 21 tháng 2, đang dắt hai cháu đi bán vé số ở công viên thị trấn Hồng Nghĩa. Thấy thằng bé đang vui chơi thì bị người đàn ông, sau đó được xác định là anh Lê Hoài Bảo, 30 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang là ba của cháu bé, nắm tay lôi kéo lên xe, trong khi nó không chịu cứ giằng giặc bỏ chạy. Vì thường nghe nhiều chuyện liên quan đến việc bắt cóc con nít, tôi đã kêu lên rằng chú làm gì vậy, bỏ nó ra, bắt cóc con nít hả? Cô gách kể lại. Theo cụ gắt, thì bà chỉ nói thế thôi, nhưng không biết vì đâu mà nhiều thanh niên sau đó xuất hiện đánh giả man người đàn ông nói trên và gây ra cái chết hết sức đau lòng. Dù cho lời nói đó của tôi với mục đích tốt đi nữa, thì tôi cũng chính là người gian tiếp gây ra cái chết cho người cha tội nghiệp này. Tôi rất thân hẳn, Cụ gắt ngại ngào chia sẻ. Được biết hoàn cảnh của cụ gắt rất đáng thương khi hàng ngày cụ già gần 90 tuổi này phải dắt hai đứa cháu ngoại và cháu cố chống ngoại tinh liên bị tâm thần và bị kẻ xấu liên tục xâm hại, có một đứa con nhỏ 2 tuổi và hiện đang tiếp tục mang thai đi khắp thị trấn bán vé số. Chiều ngày 22 tháng 2, tại một nhà thờ trên địa bàn thị trấn Hồng Nghĩa, lên cửu anh Lê Hoài Bảo đang được quan tại đây và sẽ đưa đi hỏa táng trong sáng 23 tháng 2, sau đó cao cốt được đưa về quê.